chính thức Mai Usyk tái đấu Ngannou ở UFC 260. Theo MMA Fighting, UFC đã ấn định trận đấu giữa Stipe Miocic với Francis Ngannou và sẽ là tâm điểm của sự kiện UFC 260, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 tới đây. Miocic được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất của UFC. Nhận định này được củng cố khi võ sĩ người Mỹ lấn lướt hoàn toàn Francis Ngannou trong trận chiến hồi tháng 1 năm 2018. Ở lần đụng độ đầu tiên, bằng những chiến thuật hợp lý, Miocic đã giành được chiến thắng thuyết phục nhờ điểm số áp đảo 50-44. Và qua đó trở thành võ sĩ đầu tiên 3 lần liên tiếp bảo vệ thành công đại vô địch hạng nặng UFC. Sau màn thể hiện thăng hoa tại UFC 220, Miocic bị Daniel Cormier phế truất ngai vàng tại UFC 226. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1982 này đã đòi được nợ thành công ở màn tái đấu vào hồi tháng 8 năm 2019, trước khi khuất phục DC một năm sau đó ở trận bảo vệ đai ở UFC 252. Với Ngannou, sau hai thất bại liên tiếp trước Miocic và Derrick Lewis, võ sĩ người Cameroon đã lấy lại phong độ qua chuỗi trận 4 trận thắng bằng knockout với danh sách bại tướng bao gồm Ken Velasquez, Junior Dos Santos, Curtis Blades, Jairzinho Rozenstruik. Ngoài trận chiến với Miocic và Ngannou, đồng sự kiện chính UFC 260 còn là màn đối đầu giữa Alexander Volkanovski và Brian Ortega cho đại vô địch Featherweight.